chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, bất ngờ được trời cao ban lộc, trúng lớn liên tiếp, đổi đời đại gia, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Cái giàu nó cứ ở xa, nghèo thì quanh quẩn như là bạn thân, gian nan vất vả cũng gần, đắng cay khổ cực lại cần có ta. Cái giàu nó cứ ở xa, chẳng thương cuộc sống phong ba bụi trần, mon men ta tiến lại gần. Cái giàu lạnh lẽo chẳng cần có ta, ta về tự hỏi lại ta, bao giờ ta bỏ được xa cái nghèo, vì giàu ta cố chạy theo, gian nan vất vả lại trèo ngáng chân. Quý vị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, như chúng ta đều biết cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước. Đâu đó những tai ương khổ nạn luôn chực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó có người chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ này. Chính tấm lòng chất phát lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình, đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây bão giông mưa rào đến đâu không cần biết, nhưng đúng 2 tháng 11 và 12 âm lịch được dự báo sẽ là thời vận sáng lóa, tuổi Đinh Tỵ ung dung hưởng lộc trời, tiền tỷ đầy két, hai tay cực may và giàu có. Nếu tránh được ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay, vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ diễn biến như thế nào, cụ thể ra sao, thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết những điều bất ngờ sau đây nhé. Quý vị thân mến, xét về quá khứ, Đinh Tỵ đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Đinh Tỵ chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông, là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Đinh Tỵ không có thành quả, họ có, chắc chắn có. Chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng, cùng 10 phần nỗ lực, thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Đinh Tỵ 10 phần khả năng của họ, cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người, cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa. Là vì vận may, hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Đinh Tỵ quy định rằng họ không được hưởng đoạn này. Đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một dòng đại vận đã sắp kết thúc. Đinh Tỵ hiện tại 48 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú. Nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cuống, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc dần xoay, rèn tâm luyện tính cho Đinh Tỵ, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ, và biến Đinh Tỵ trở thành một con người kiên cường. Nội tâm, tình cảm, tuy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công, cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tự thành trong Đinh Tỵ. Người tuổi Đinh Tỵ thường quyết đoán và hành sự theo ý mình, khó hòa đồng với số đông. Họ là một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Họ chấp nhận tin theo niềm tin của họ, chứ họ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ luôn đúng trong suy nghĩ. Có thể nói, tất cả những lời dự đoán về tương lai vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ quạc nhưng lại kiên trì bền bỉ. Nên nhớ tuổi Đinh Tỵ là một tuổi kiên cường trong 12 thuộc tướng. Trong quan hệ, người tuổi Đinh Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao. Họ vốn là người đa nghi, nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng. Họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối. Khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ, với một khả năng mẫn cảm cao, rất có thể bị ức chế cực độ. Khi họ bị kích thích tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường, nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường. Dù trong lòng họ đang sôi sục căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng.
chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Đinh Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hòng tiêu diệt triệt để. Bản thân tư duy của họ là một âm mưu, chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ thì tốt nhất không nên đối đầu. Thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Xem tử vi trọn đời tuổi Tỵ có chi Tỵ hành quả, cụ thể là âm quả. Nếu ở Ngọ là vị trí nơi dương cường bắt đầu suy, xuất hiện khí âm. Ở âm quả ở Tỵ là nơi cường dương mạnh mẽ và gần như là thuần khiết nhất, tinh túy nhất. Âm quả không quá cường điệu quá như dương quả trong cách thể hiện, cũng là khí chất của người quyết liệt. Nhưng tuổi Tỵ không ưu tiên hành động, Tỵ tập trung tận lực trong việc hình thành ý chí, sức mạnh nội lực từ bên trong. Đinh Tỵ không sợ đe dọa, không sợ thể lực hùng dũng bên ngoài như thứ nọc độc tiết ra của loài rắn. Tỵ không dễ chịu khuất phục. Ý chí ngấm ngầm của Tỵ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Một khi xuất nọc độc, tuy ít nhưng đúng và trúng mục đích, đối phương bị khuất phục hoàn toàn. Nội lực bên trong của âm quả toát ra là thái độ cống hiến hết mình, sống có hoài bão, đam mê sôi sục. Sự nghiệp và gia đạo tuổi Tỵ chậm nhưng chắc chắn. Chuyên môn công việc và vận may về tình cảm tăng dần đều theo năm tháng. Thường thường, người đời chỉ thấy được thành quả hiện diện trước mắt, chẳng mấy ai rõ tuổi Tỵ đã nỗ lực, tính toán, có khi cân não lo toan thế nào. Tuổi Đinh Tỵ sinh mệnh thổ là những người thật thà, tốt bụng và rất khôn ngoan. Họ giỏi trong việc tính toán, phân tích một khía cạnh vấn đề nào đó, luôn có cái nhìn sâu sắc đa chiều và đầy hiểu biết. Vì thế tuổi Đinh Tỵ thường được mọi người đánh giá cao. Trong cuộc sống họ có nguyên tắc và những kỷ luật riêng của bản thân mình. Chính điều đó giúp cho tuổi Đinh Tỵ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và có một cuộc sống khoa học. Vẻ bề ngoài những người sinh năm 1977 được đánh giá là khá trầm tính, ít nói. Thực ra họ không thích giao tiếp nhiều ở đám đông, chỉ muốn chuyện trò với những người thân cận. Tử vi năm 2024 tuổi Đinh Tỵ 1977, mệnh thổ rơi vào bố cục thiên khắc địa sinh, chủ về một năm có sự thăng tiến trong công việc, nhưng cần chú ý thị phi, tài lộc thu được dồi dào đáng để ăn mừng. Trong xã hội, uy tín và địa vị của Đinh Tỵ 1977 sẽ được tăng cao, nắm trong tay trọng trách lớn, trở thành quý nhân của người khác. Công việc đây là năm sự nghiệp bán cát bán hung, có các tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Tình cảm, do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở, là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo có sự rạn nứt nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh, gây hung hiểm cho sức khỏe, như tan môn, thiên cẩu, nên cần đi đứng thận trọng kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì bị thương ngoài da chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Nhìn chung năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành nhiều may mắn, cơ hội khởi sắc đối với người tuổi Đinh Tỵ, đặc biệt bước sang 2 tháng cuối năm 2024, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch, được dự báo là thời điểm dưỡng các khí, phát tài nổ lộc của con giáp này. Nếu Đinh Tỵ nắm được vận trình của mình trong 2 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận giàu lên nhanh chóng. Tiền bạc rủng rỉnh trong năm 2024. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển đáng trông đợi trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới. Nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình, thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với cô bác. Thậm chí cô bác còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Bản tính hiền hòa, biết đối nhân xử thế, giúp cô bác dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế, cô bác không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý.
Điều duy nhất mà con giáp này cần phải thay đổi chính là bản tính do dư thiếu quyết đoán của mình. Cô bác cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn, để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi thời cơ xuất hiện. Đồng thời, nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, cô bác cũng có thể trao đổi, chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn, bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho cô bác những gợi ý hữu ích. Các tinh tử vi cho thấy, bản mệnh có cơ hội gặt hái thành công vào ngay thời gian tới này. Nhiều yếu tố thúc đẩy khiến cô bác cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc cô bác nhận ra thế mạnh của mình là gì và khẳng định bản thân. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Ngoài ra, không khí cuối năm đầy rộn ràng cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi cô bác có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhờ vậy mà Đinh Tỵ trong 2 tháng này có mức thưởng cao chót vót. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung cô bác không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ cô bác như hổ thả về rừng. Dù công việc cuối tháng có nhiều hơn so với dự tính, nhưng Đinh Tỵ nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở, hanh thông. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân cô bác. Nhất là khi trong thời gian này vẫn có nguyệt lệnh lâm từ ám tàng, nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì cô bác sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. Về phương diện tài chính, tài lộc, xem tử vi 2 tháng cuối năm 11 và 12 âm lịch cho thấy, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với người tuổi Đinh Tỵ. Những thành công trong công việc giúp cô bác được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Đây là thành quả và hoàn toàn xứng đáng với công sức của cô bác, tạo động lực để cô bác cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Tiền bạc cứ ào ào đổ về nhiều không đếm xuể. Đây là thành quả cô bác đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày, một tháng. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho cô bác những cơ hội đầu tư làm ăn hiếm có. Lúc này cô bác nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách, đừng chần chừ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, cô bác không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp cô bác có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, xa lạ. Đặc biệt, lá số nhắc mệnh chỉ rõ, mệnh chủ vẫn cần phải lưu ý điều này. Cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu quý cô bác cứ quang minh chính đại mà làm, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao cô bác nhé. Ngoài ra, dù tiền bạc có rủng rỉnh đến đâu, mệnh chủ cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất, để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Sắm Tết ở mức độ vừa phải và hợp lý, đừng quên tình hình chung hiện nay vật giá leo thang, lãi suất ngân hàng tăng cao. Chiến tranh nổ ra ở nhiều nước cũng ảnh hưởng chung toàn xã hội từ đầu năm, nên cô bác cũng làm vài sổ tiết kiệm để giữ mình cô bác nhé. Kết luận, cô bác tuổi Đinh Tỵ gặp thời đổi vận, được ngay lành tháng tốt, vận may liên tiếp đến nên không có gì phải lo lắng về tài chính. Cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh, tiền vẫn ở chắc trong túi đã cô bác nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi trong 2 tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, bản mệnh có thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc quả huyết quang. Do đó cô bác tuổi Đinh Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập, ăn uống liên quan
cô bác cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Để tránh gia tăng gánh nặng cho gan, việc ăn uống liên quan cuối năm là điều không tránh khỏi. Vì vậy cô bác cũng nên cần lưu tâm để ý tránh hệ tiêu hóa bị quá tải nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong tháng 11 và 12 âm lịch có bán hợp che chở, nên chuyện tình cảm tiến triển êm đềm với gia đình cô bác tuổi Đinh Tỵ. Hai người đã dần biết thông cảm và thấu hiểu nhau hơn, gìn giữ hòa khí chung, gia đạo được bình an. Các thần mang tin vui đến cho Đinh Tỵ, những cặp vợ chồng đang mâu thuẫn cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đặc biệt, vào tháng 12 âm lịch, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vuông vén và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng còn đón tin vui từ chuyện con cái, có sự nghiệp công ăn việc làm ổn định, càng khiến những ngày đón Tết thêm ý nghĩa và hạnh phúc. Gia đạo ấm cúng, tâm trạng của ai cũng hân hoan vui mừng, có đầy đủ người thân, vui vẻ hân hoan đón Tết. Đây chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất với quý cô bác trong cái Tết Nguyên Đán này. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. 1. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, tháng này là một tháng khá tốt lành đối với người tuổi Tỵ, tinh thần lạc quan, tích cực, sẽ khiến bạn cảm thấy mọi vấn đề mình gặp phải không còn quá to tát nữa. Bạn sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái những thành công nhất định cho mình. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn vốn là người thông minh, tài hoa, vì vậy bạn đừng ngại thể hiện điểm mạnh của mình và nhận những nhiệm vụ khó. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cất nhắc lên những vị trí đầy triển vọng. Chuyện làm ăn diễn ra tương đối thuận lợi trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Tuy nhiên, khi các cơ hội mở ra trước mắt, bạn cần quyết đoán và nhanh chóng nắm bắt hơn, đừng chần chừ, do dự, cân nhắc quá kỹ càng kẻo thời cơ rơi vào tay người khác. Các tin tử vi cho thấy, dù làm việc gì bạn cũng sẽ được hỗ trợ, vì thế hãy cứ yên tâm nhé. Đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực, dường như bạn đang đặt công việc lên trên tình cảm, nên chẳng muốn dành thời gian cho những người còn xa lạ. Người đã lập gia đình thì thường xuyên đi sớm về khuya, không dành đủ sự quan tâm cho người thân thiết. Trước khi quan hệ giữa các thành viên trở nên lạnh nhạt thì bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp. Quý nhân, Mão, Sửu, Tiểu nhân, Thân, Mùi, màu sắc cát tường, đỏ, trắng, con số may mắn 11, 94, 38. 2. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 12 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 năm 2024 âm lịch có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp che chở. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp, nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng chạp khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lạc vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên, nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Quý nhân, Ngọ,
Hợi, tiểu nhân, dậu, thìn, màu sắc cát tường, tím, hồng, con số may mắn 23, 01, 55. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập, hướng nhà ảnh hưởng đến cuộc sống và vận may của gia đình, nên gia chủ cần lựa chọn hướng nhà tốt phù hợp với phong thủy. Tuổi Đinh Tỵ 1977 ứng với cung mệnh Sa Trung Thổ thường sẽ có giai đoạn tiền vận khó khăn và vất vả, đến tuổi cuối trung vận cuộc sống mới trở nên an nhàn, ổn định hơn. Do đó gia chủ Đinh Tỵ không nên bỏ qua các hướng nhà hợp tuổi để đón được nhiều tài lộc cũng như vận may cho gia đình. Hướng nhà tốt đối người sinh năm 1977, nam mạng và nữ mạng sẽ có hướng nhà tốt phù hợp khác nhau. Sau đây là những thông tin cụ thể về hướng nhà phù hợp đối với nam và nữ gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Hướng nhà hợp tuổi Đinh Tỵ cho nam gia chủ: hướng Tây Bắc Diên Niên, sự nghiệp và con đường công danh thăng tiến đều ổn định và phát triển, gia đình hòa thuận bình an và hạnh phúc. Hướng Đông Bắc, sinh khí, kinh doanh phát triển và phát tài phát lộc. Hướng Tây, thiên y, sức khỏe tiền tài, vận may đều dồi dào, vượt qua mọi bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống. Hướng Tây Nam, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại sự tiến bộ và gặp nhiều may mắn trong thi cử, tiến tài. Hướng nhà hợp tuổi Đinh Tỵ cho nữ gia chủ: hướng Bắc, phục vị, luôn nhận được sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình, cũng có thể là bạn bè thân thiết khi gặp khó khăn. Hướng Đông, thiên y, gia chủ có thể vượt qua mọi bệnh tật và có cuộc sống trường thọ về sau. Hướng Nam, diên niên, mọi sự ổn định, sự nghiệp phát triển. Hướng Đông Nam, sinh khí, thu hút nhiều tài lộc, phát triển con đường sự nghiệp. Hướng phòng khách tuổi Đinh Tỵ, hướng phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ là hướng Tây. Với hướng này gia chủ sẽ thu hút được tài lộc, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Tránh việc thiết kế phong thủy phòng khách theo hướng Đông, Đông Nam. Đây là các hướng tương khắc với tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Ứng dụng màu sắc cho phòng khách. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Đinh Tỵ thuộc Sa Trung Thổ, hợp với các màu tương sinh thuộc hành quả là màu đỏ, hồng, tím, cam. Màu tương hợp thuộc mệnh Thổ là màu vàng, nâu. Màu chế ngự thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Để hợp phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ thì nên lựa chọn màu chủ đạo là những màu như cam, đỏ, tím. Bởi vì màu cam là sự hòa trộn giữa hai sắc tố đỏ và vàng, thế nên nó sở hữu cả hai đặc điểm của cả hai sắc màu đó là sự kiên cường và có phúc. Màu đỏ biểu trưng cho tinh thần nhiệt huyết mang tính chất lãnh đạo. Sắc đỏ còn được coi là màu mang lại sự may mắn trong tình duyên. Còn màu tím là màu được pha trộn giữa đỏ và xanh, nên sở hữu tính chất của cả hai màu, mang ý nghĩa vững chắc, mạnh mẽ. Dưới góc nhìn của nghệ thuật thì màu tím còn đại diện sự cho thủy chung và sự huyền bí. Bố trí nội thất phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ. Về phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ thì nội thất phòng là quan trọng nhất. Trong đó bộ ghế sofa nên đặt theo hướng Tây Bắc, Tây Nam, Tây và Đông Bắc. Sofa nên đặt ở vị trí dựa vào tường, hướng ra cổng chính. Điều này sẽ giúp thể hiện vị thế của gia chủ, cũng như chủ nhà có thể dễ dàng đón tiếp khách tới chơi. Đặt nội thất trong phòng khách sao cho không cản trở luồng sinh khí lưu thông trong nhà. Vì thế, lối đi vào phòng khách và qua các phòng chức năng phải thuận tiện, được khai thông. Đặc biệt không nên treo đồng hồ trên cửa sổ, vì nếu là như thế thì mọi nguồn năng lượng tốt lành vào nhà sẽ bị chặn lại. Gia chủ sẽ luôn hỗn loạn và có cảm giác thời gian nhanh vượt ngoài khả năng vô hình, sẽ tạo nên áp lực cho chính bản thân. Cây phong thủy phòng khách. Cây phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ là những cây tương sinh với mệnh Thổ. Xét theo ngũ hành thì quả sinh Thổ, vì thế nên chọn những loại cây thuộc hành quả có màu đỏ, hồng hoặc tím. Có thể kể đến những loại cây đặc trưng như cây trạng nguyên, cây dạng lộc, cây lan hồ điệp, cây cung điện vàng, cây sen đá nâu, cây lan quân tử, cây hồng môn, cây xương rồng. Đây là những loài cây phổ biến nhất ở Việt Nam. Tượng phong thủy phòng khách. Để đem lại nhiều tài lộc, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc thì trong phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ không nên chọn các tượng phong thủy mang màu sắc biểu trưng thuộc mệnh mộc, vì mộc tương khắc với thổ,
không mang đến lợi ích cho bổn mệnh. Một số tượng có thể trưng bày trong phòng khách như sau: Tỳ hưu được mạ vàng, cóc ba chân ngậm đồng tiền, Phật Di Lặc mạ vàng, tượng rắn phong thủy mạ vàng, tượng châu phong thủy mạ vàng, tượng gà phong thủy mạ vàng, tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Tiếp theo sẽ là vận số tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng, đầu xuân là lúc dương khí đang lên, cuộc đời tuy có phong sương, nhưng sau 30 tuổi sẽ có cơ hội thăng tiến. Sinh tháng Hai, là người có tài, nhưng thiếu quyết đoán, không có ý chí, tài lộc không nhiều, gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy có phúc nhưng phải trải qua nhiều sóng gió. Sinh tháng Ba, sinh vào tiết Thanh Minh nên rất có ý chí, là người thông minh, giỏi giang, tinh thần hăng hái, vui vẻ, số được như ý có thể lập nên đại nghiệp, càng vất vả càng nhiều công lao, phúc lành ít ai sánh kịp. Sinh tháng Tư, thông minh tham vọng lớn, có tấm lòng nghĩa hiệp, cuộc đời gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trọn vẹn, được mọi người quý trọng. Sinh tháng Năm, là người tài giỏi, hiểu thời thế và nhân tâm, có số quý cách, công lợi dinh đạt, phúc lộc lâu dài, cả đời bình an. Sinh tháng Sáu, sinh vào tiết Tiểu Thử, là người nhiệt tình, trung thực, dễ đạt được thành công, quyền thế cao sang, vợ chồng dinh đạt, con cháu hiền quý, số này nếu biết tận dụng cơ hội và thời thế sẽ có vinh quang tột đỉnh, danh lợi vẹn cả đôi đường. Sinh tháng Bảy, là người tính khí ôn hòa, từ thân lập nghiệp, đỗ đạt cao, kinh doanh giỏi, có khả năng làm lãnh đạo, số giàu sang được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng Tám, là người tài năng trung hậu, được mọi người kính trọng, có thể gây dựng đại nghiệp, gia đình yên vui. Sinh tháng Chín, sinh vào tiết Hàn Lộ thường là người dĩ hòa di quý, có ý chí và hoài bão cao đẹp, nhưng lại thiếu năng lực, tài vận tốt, sự nghiệp thành công nhưng không lớn. Sinh tháng Mười, là người có ý chí lớn lao, trung thành, nghĩa hiệp, giỏi giao tiếp, số có tài vận và sự nghiệp tốt nhưng không lớn, đời sống vợ chồng hòa hợp. Sinh tháng 11, vận số ít may mắn, sự nghiệp dở dang vất vả, là người sống nội tâm, về già mới được thanh nhàn. Sinh tháng 12, sinh vào mùa đông giá lạnh, nên cuộc đời nhiều ưu phiền, sự nghiệp khó thành, cuối đời mới có cơ hội về tài vận và hạnh phúc, là người thẳng thắn, sống theo nguyên tắc. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh khi đối nhân xử thế, nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhã người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng, mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà dênh giáo mãi không thôi. Bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm, thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất, là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa, không muốn cùng họ ở chung. Bản thân chúng ta khi nói việc rối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cuộc cười nhạo ta hả? Kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây?
Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm. Như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.